Đây là căn nhà của mình ha. Căn nhà là căn hộ dịch vụ, là khách sạn luôn. Có 6 phòng cho thuê luôn. Đó, phía trước mặt tiền nhà mình đây ha. Nhà một trệt, 3 lầu. Cái lầu trên đó còn thêm cái sân thượng với cái mái che thang ở trên nữa nha cô chú anh chị. Còn sân thượng, mái che thang bên trên luôn ha. Và nhà thì có chiều ngang là 3 mét rưỡi và chiều dài là 13 mét rưỡi. Diện tích đất được công nhận á. Diện tích đất được công nhận là 42 mét, xây nhà mình xây dựng là xây hết đất luôn nha, xây tràn ra với bên ngoài luôn nè. Không có lấn vô miếng nào hết, không có giật vô trong miếng nào hết. Nhà nhà xây dựng đã được hoàn công rồi. Có 6 phòng ha. Ở dưới trệt một phòng, ở trên lầu 3 sân thượng một phòng. Còn mỗi một tầng 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 3 lầu 2 là lầu 1 á là tao ở tầng 2, lầu 1 á là một phòng trước, phòng phòng sau. Rồi tầng 4 thì thêm một phòng, và tầng 3 là thêm hai phòng với trệt một phòng ha. Ở nhà thì ở ngoài là ốp đá hoa cương toàn bộ bên ngoài luôn nè. Ở nhà mình hướng đông là sang bắc nha cô chú anh chị, hết thôi. Ở hiện tại thì nhà mình đang cao hơn mặt hẻm là khoảng gần 5 tấc ở hẻm trước nhà này ha. Cái hướng là chỗ này mình quẹo qua đường Bùi Viện cũng được nè, ngay đó đó ra Bùi Viện cũng được. Còn mình đi thẳng rồi kia, rẽ bên trái thì ra ngoài 133 đường Bùi Viện, rẽ phải thì ra 120 đường Trần Hưng Đạo. Số nhà mình là lấy theo số đường Trần Hưng Đạo nha. 120/43/8 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn này là căn, cái căn bên hông nhà mình là cái căn này là cái căn hộ. Đó, to căn hộ dịch vụ đó, mà nó nằm mặt tiền đường Bùi Viện. Đó, mình nhà mình là có thể đi vào đường Bùi Viện 133 Bùi Viện cũng được, hay là đi hẻm 120 đường Trần Đạo cũng đều được hết nha. Nhà mình thì có hai lớp cửa bảo vệ, một là lớp cửa lùa bên ngoài. Đó, hai là cửa nhôm chinh pha và kính cường lực ha. Ở dưới trệt là có một phòng nha, một phòng trước, phòng sau. Ở dưới trệt thì chỉ có hai phòng thôi, nhưng mà phòng trước thì mình làm cái chỗ đi để xe cho mọi người rồi đó. Còn ở phía bên trong thì có một phòng cho thuê. Tường nhà thì được dán cao lên nè, gần đến trần hết luôn rồi. Ở đây dán cao lên gần đến trần hết rồi ha. Phòng này đang cho thuê rồi nha. Phòng nào thì cũng có đồng hồ điện riêng hết. Ở dưới đây có đồng hồ, lên trên lầu có đồng hồ chung một cái đường dây. Ở dưới đây có để đồng hồ nè. Trần nhà mình rất là cao luôn nha. Đó, cao rất là cao nè. Đó, còn ở đây á, là ở trong á, là chủ nhà làm cao hơn bên ngoài một xíu. Căn này hôm trước á, là chủ nhà kêu bán là mười mấy tỷ á. Rồi sau đó là kêu giá 9 tỷ 8, có khách trả 8 tỷ rưỡi nhưng mà khách ra chủ không có chịu bán. Nay thì do mùa dịch, cái đại dịch nó hoành hành quá. Nói chung làm ăn thì mọi người làm ăn cũng bị thua lỗ nhiều. Nên là chủ quyết tâm bán luôn. Đó. Sau nhiều lần giảm giá từ 9 tỷ 8 giảm xuống 9 tỷ 6, rồi ta 9 tỷ 2, rồi 9 tỷ 1, 8 tỷ 9, 8 tỷ 8, 8 tỷ 6. 7 tỷ 8, 7 tỷ 6 và bây giờ là giá 7 tỷ 2 là bán luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu mua một cái căn nhà mà mình cho thuê, mình muốn vừa để dành làm của cho thuê, tại vì khu vực này mà mình mua, giả sử mình mua phân khúc 7 tỷ mà mình cho thuê là được 75 triệu một tháng, 35 triệu một tháng là xem như 0.5 là cao lắm rồi. Chứ giờ mình đi ra mua mấy khu dân cư, mấy chỗ khác làm gì có chuyện là mình mua 6 tỷ mà cho thuê được 30 triệu, trừ khi mình mua căn chung hộ chung cư thôi. Nhưng mà căn hộ chung cư ở càng lâu càng mất giá cô chú anh chị, theo cái quan điểm của mình là như vậy. Còn nếu giờ cái căn nhà nào, ví dụ mình đi ra mấy khu nhà phố ở ngoài phía đường Phạm Hùng hay là đường quốc lộ 50 hay qua phía quận 7 gì đó, mình mua căn nhà ví dụ mua 7 tỷ thì làm sao mình cho thuê được với giá là 35 triệu một tháng đâu, không có đâu. Trừ khi là mình mua cái mấy cái nhà đất thuộc khu quy hoạch á, ví dụ đường chuẩn bị giải tỏa rồi đó thì người ta bán rẻ, hoặc nhà không giấy đâu đó thì mới cho thuê được mức giá này ha. Mình đi lên trên lầu để mình xem nhà nha cô chú chị, đi lên trên lầu mình xem nhà nha. Chú Hồng xin nhắc lại, căn nhà này có hướng chính là hướng hướng chính của nhà mình đó,
là hướng đông là sang hướng bắc một ít nha. Và nhà thì có giấy chủ quyền hồng, có hoàn công đầy đủ hết luôn. Ở quận 1 mua nên mình thường là mình phải coi cái nhà hoàn công chưa. Ở trong đây một phòng nha cô chú chị bạn. Phòng thì gồm có giường, tủ, bàn, ghế, rồi chỗ bếp nấu, rồi nhà vệ sinh, máy nước nóng đồ đầy đủ hết luôn nha. Bây giờ mình đi lên trên đây ha, lên trên đây mình tham khảo trên đây nha. Đi lên đây mình tham khảo. Cái phòng phía trước nó sẽ rộng như vậy nè. Vũ Hồng coi được phòng nào được thì Vũ Hồng quay, còn không được thì cô chú chị bạn vui lòng nhấn Zalo 0963 10 10 10 Vũ Hồng sẽ gửi những cái hình chụp sẵn bên trong cho cô chú chị bạn xem ha. Cầu thang thì mặt đi bằng đá hoa cương và ở bên hông thì được dán tường cao lên. Tay vịn bằng gỗ nè. Phòng cửa phòng là cửa gỗ nha. Cửa phòng là sử dụng cửa gỗ ha. Bên đây một phòng phía sau nè. Phòng phía trước này hình như là mở cửa được á. Không, phòng này không mở được. Đóng rồi, phòng 201 mới mở được. Nghe Túc ơi, anh nghe Túc ơi, khách chưa tới, chưa tới. Vô rồi. Rồi, tiếp nha, xem tiếp đó cô chú anh chị. Phòng này trống nè, Vũ Hồng quay cho cô chú anh chị bạn xem nè. Phòng này trống nè ha. Nhà vệ sinh nè. Chảy hoài luôn trời. Rồi. Trên lầu ha. Lên trên lầu nhìn xuống nè. Đây phòng phía ngoài trước nè. Chỗ giặt đồ chung nè. Máy đúc nè. Rồi giá 7 tỷ 2 nha cô chú anh chị. Khách sạn Bullman nè.